mà trước khi đi tao đánh răng rồi. Một xíu hả? Trời ơi, trước khi đi ăn. Nhỏ sáng đừng đánh răng nha. Không đánh cho lấy cho tôi. Trước khi đi đánh răng rồi mà trước khi đi là 12 giờ đó má. Bây giờ 5 giờ sáng rồi, nó kêu trước khi đi đánh răng rồi là giận miệng nó không ho, nó miệng nó thơm dữ lắm. Itadakimasu. Giờ sao đổ hết nguyên nóng này nghỉ ăn thì sao? Có thể ăn với bánh mì hoặc là không chứ. Ha, gọi mail sai bà đó thì nói chuyện. Bà đó thì nói chuyện với tao, bà năm bầu y chang giống như là chị em kiếp trước vậy đó. Ồ, em nhà ở đâu ở Sài Gòn. Trời ơi, chị hồi đó cũng Sài Gòn, trời ơi, hai chị em nói chuyện tấm tắc. Trời ơi, tao nói hả như là quen kiếp trước. Rốt cuộc ra tính 100.000 cái đầu. Chào mọi người đã quay trở lại với kênh Chị Mụt Tạ. Và đây sẽ là vlog Đà Lạt ngày đầu tiên. Ra cái nét hào hứng vậy cho nó giống quay vlog YouTube. Năng lượng tích cực. Cái clip đợt trước á mọi người, mảng miếng đồ này kia tôi quăng vô quần què á. Sau khi mà Chị Mị coi lại cái clip đợt trước mà lúc mà Chị Mị chắc mọi người đi cái shop đồ trang sức xong, thì đợt này mình đã rút kinh nghiệm lại rồi nha. Mình sẽ quăng mảng miếng đồ này kia chấn động hơn, sẽ quăng như bơm luôn. Rồi cảnh nào mà không mình cảm thấy nó nhạy cảm quá, đồ này kia mình sẽ cắt sâu. Bây giờ Chị Mì với Đại sẽ ra bến xe trước. Thì xe của Chị Mì thì tới 12:20 mới tới lận. Mà giờ Đại nó giặt cái đầu tôi ra bến xe trước. Đúng thiệt là cái lần trước mà lúc mà Chị Mì đi Đà Lạt mà ngày 25 Tết á, là tôi mém luôn, là tôi trễ xe luôn đó. Là tôi vừa tới một cái là nó khiêng tôi lên, nó quăng tôi đi luôn đó. Hẹn gặp mọi người ở bến xe nha. Bây giờ cái mặt tôi hơi thấy gớm á, là tại vì Chị Mì đã skin care rồi, bôi rồi dưỡng da này kia. Lên xe một cái là con nhỏ này phóng, tao đóng gèm tôi ngủ nè. Một phân cảnh trong phim Hot Boy nổi loạn phần 3. Đây là cái khúc này là anh với em sẽ diễn cái khúc mà 500, 1 triệu. Không, mới 1 triệu. Không, 500 đi luôn mày. Vậy đó, rồi xong cái thằng nó đi, rồi xong cái thằng kia bỏ chạy khóc rồi đó. Chồng của chồng đưa tới. Trời tuyệt vời mọi người ơi, nhà xe đường này là có toilet nha. Chúng ta không cần phải mắc đái mà trong chờ nữa. Mọi người nhìn kỹ thấy con thư bạn mình ngoài cái lô tóc nó còn có hai cái sừng nữa mọi người. Đã. The next. Rồi bây giờ là mới chỉ có 5 giờ mấy thôi. Rồi. Mấy bà nội này là đang ở ngoài đầu đường Đặng Thế Thân. Mà khách sạn thì nằm ở cuối đường Đặng Thế Thân mọi người. Lạnh. Lạnh nha, bây giờ chứ mày nghĩ là chắc cỡ 20 mấy độ hay gì á, nói chung là lạnh. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thi coi là miệng bạn nào nhiều xe hơn nha. Trời ơi, vô trước ha, miệng vô có nhiều keo. Trời ơi. Tao nói hả, cố gắng bút cho một chiếc xe có toilet mà con nhỏ này chưa kịp. Tôi đã được trải nghiệm rồi. Bà nội, má rồi. Này chắc đi toilet lúc mà lên đèo hay gì. Trời ơi trời. Vậy là có hai tụi ba chưa được trải nghiệm á. Đi toilet mà lựa lúc anh đèo toilet, giờ chắc tại lè của Nam Trọng hết trơn rồi quá. Nghiêng nước nghiêng thành hết trơn rồi quá. Yeah, bút xe 4 chỗ quá sáng suốt luôn. Anh nói đây là xe chở vali. Không ai chở người. Chạy tị nạn số 4. Chạy tị nạn số 4. Đằng sau là chật kính luôn. Điên này. Quá đã luôn. Tư nhân hay gì anh ơi, tôn nghiệp phát hay gì? Uống nước ngọt hay gì mà tôn nghiệp phát? Ủa mới đầu tao nhớ là bút xe Venus mà đúng không? Thì tên tiếng Anh của nó đó. Tên tiếng Việt của nó đó. Đúng rồi. Là sao má, tự nhiên Venus Limousine cái tên tiếng Việt là Tân Quang Dũng. Cái nghe giống người đi chùa kìa. Giống xe đi chùa kìa, không giống xe đi Đà Lạt. Đó thấy không, tụi bé không, nó dốc nè thấy không. Rồi xuống này nó tối hù nè, thấy ghê lắm. Vậy mà mấy bà nội này đòi đi bộ vô, mấy má này mới sáng sớm nha. Đòi tập thể dục hay gì á, giống mấy cô hay gì á. Đó còn cái dốc nè, cái đường đằng trước kìa, thấy không, nó đang thù lù nè, thấy không? Trời ơi, đang như một cái. Sáng sớm đang xài kè đi xuống dưới nữa. Mới xuống xe, tao nói hả, não chưa lót xong mà mấy má này sung lắm. Như là vận động viên vậy đó. Rồi thôi, mình sẽ tới khách sạn và check in đồ này kia. Đánh răng rửa mặt để bỏ ke này nọ nha mọi người nha. Sáng sẽ gặp lại mọi người với một bộ dạng tươm tất hơn một xíu. Mà trước khi đi tao đánh răng rồi. Một xíu hả? Trời ơi, trước khi đi ăn. Mày nói chuyện giống như là một ngày đánh răng cử thôi đó. Đánh răng buổi tối thôi là được rồi đó, khỏi đánh răng buổi sáng. Nhỏ sáng đừng đánh răng nha.
Không đánh nữa cho tôi. Trước khi đi đánh răng rồi mà trước khi đi là 12 giờ đó má. Bây giờ 5 giờ sáng rồi, nó kêu trước khi đi đánh răng rồi là giờ miệng nó không ho, nó miệng nó thơm dữ lắm. Rồi mình nói chuyện với Lễ Tân thử coi người ta bịt miệng này không. Bịt miệng, bịt mũi này không. Nó bịt kín mít luôn, nó không mở ra luôn đó. Kỳ thị luôn đó. 346 minutes later. Có nói vào trong cướp á, rồi gửi hai chìa khóa ở phòng bảo vệ giùm anh nha. Thì... Cảm ơn. Dạ ok anh. Giờ tụi mình đang ở bên xứ mại 47 thì cái chỗ này. Cái chỗ này là mãi đỉnh mãi keo luôn mọi người, ngon vãi luôn. Nói chung là nó cũng là một cái địa điểm xíu mại nổi tiếng. Mà chị thấy rất là ngon nha, nhất là cái xíu mại thập cẩm nó không chỉ đơn thuần là cái chén xíu mại. Có một viên xíu mại anh chọn chấm bánh mì không, mà bên đây là nó sẽ là kiểu thập cẩm mà nó có bơ, rồi pate, rồi gà, rồi này kia, ông xì đồng hết trơn. Không biết thịt bò hay thịt heo nữa. Thì một cục xíu mại, thịt bằm, gà. Trời cái bơ này siêu ngon luôn, siêu đỉnh luôn, với lại chả. Ủa cái này là giò thủ đúng không? Giò thủ dưới đây sẽ là trứng. Nói chung là siêu ngon nha. Còn thêm có một chén nước súp nữa. Đây chén súp. Thôi lấy gì trứng. Đó một chén nước súp nữa. Coi chừng đổ vô háng tôi nha bà Thương. Itadakimasu. Giờ sao đổ hết nguyên nóng này nghỉ ăn thì sao? Bây giờ nè, bây giờ mày cầm cái dĩa đó mày đập xuống đất. Kỹ sao ăn mà hỏi ăn sao trời. Mà thực sự. Đó thì cái này mọi người có thể ăn với bánh mì hoặc là không với bánh mì. Bà cản trở sự nghiệp của tôi nha, thấy cái đường sự nghiệp của tôi là bà cản cái đó. Bánh mì lạnh tanh. Tôi cùng nước đá lắm á. Để lên cái chén này nè cho nó ăn. Cho bánh mì tôi cùng nước đá lắm á. Ngon, thịt đường kia đang siêu ngon. Đó, kiểu riêng sơ sơ cho mọi người xem đi thôi rồi lát rồi. Tới chỗ cà phê chúng mình sẽ bật lên điện thoại tiếp. Hồi đầu trước lúc mà chị Mì đi một mình đó là chị Mì ngồi ở ngoài kia, ngồi tôi đây headphone tôi mà tôi vừa ăn tôi vừa chiêu vừa ngắm cảnh cũng ok lắm, tại vì cái view ngoài đây cũng ok mà mấy nhà đẹp lắm. Giờ đi với mấy anh vợ tôi nó khác. Giờ đi với mấy anh vợ kế toán. Không hiểu sao luôn. Không hiểu sao một đứa như tao lại đi chơi chung, đi du lịch chung với nguyên một đám kế toán. Hay thiệt. Bạn chỉ mười lớn lên cũng toàn kế toán mọi người ơi. Lớn lên kế toán anh đi. Lớn lên là kế toán. Chắc là để trục lợi công ty rồi đó. Gọi đảo quá, thôi tập trung ăn nha mọi người, tắt máy nha. Đó qua cà phê chuẩn bị để quay tiếp. Bây giờ tụi mình đang vô chợ Đà Lạt ăn kem bơ phượng mọi người. Chị Mì đang cố gắng sửa cái phát âm của mình đó mọi người. Tại vì căn bản là hồi đó đến giờ chị Mì toàn làm bên TikTok không à. Nên là mấy cái câu mà mình nói ra thì thường nó sẽ là những cái câu ngắn. Tôi không có nói được mấy câu dài. Rồi mọi người thấy là chị Mì hay bị lập từ nữa nên là mình cũng đang cố gắng sửa lắm. Đợt này là chị Mì đã sửa được cái tật đó là chị Mì sẽ không có nhìn vô màn hình nữa mà chị Mì sẽ nhìn vô cái cam. Ở trên cái cầu thang mà lên cái chỗ camper này á là cái cầu thang B1 nhưng mọi người thấy cái chữ là lối vào. Hàng uống. Thì cái hút này á mọi người có thể chụp từ trên đây chụp xuống nè. Đó, đứng ở dưới đây nè, đứng ở dưới đây chụp từ trên đây chụp xuống cũng rất là đẹp nha. Camper phụng. Camper. Thì rất là ngon luôn, nó không có bị quá nhiều đám. Và bơ cũng ngon nữa. Sẽ hợp với mấy bạn thích ăn ngọt như chị Mì. Có nghe được cái tiếng nhạc thiền không má? Mới sáng sớm mở nhạc. Mở nhạc ít xịu tĩnh tâm à. Tối hôm qua trên xe ra đó từ ngủ. Từ sáng tới chiều luôn. Đúng không nhiệt vô. Tưởng si ba không á má. Trời sáng sớm nghe không dám khẩu nghiệp ai luôn á. Mở từ sáng tới chiều luôn vô. Đâu có tâm trạng đâu làm gì. Rồi chán không. Hay quá ha. Không có thấy nhận lương à. Dạ công ty bà quý lắm đó. May mắn hay có nhân viên như bà luôn đó. Anh đáng gì lẹ không á. Ăn nữa không? Thôi mà.
không nói. Mẹ bèo nó nóc là nóc 3 ly. Kệ Như kêu thêm 2 ly nữa đi. Ủa hôm nay chị ấy không có ra đâu. Ờ đúng rồi dạ. Ủa cái này là cái gì vậy bà? Cái đó chăm nhiệt ong không? À chăm. Được chứ con lên không có. Đúng rồi, không có. Đây là con bé, con Mai chưa. Nó bỏ mình nó tự ta. Ba là con nhẹ nhàng nha, mày mà gặp chị á. Em, anh có biết em, mới là em. Em, Jimmy, anh có biết Jimmy. Đó là gặp chị là chị gì đó. Là chị như là, ví dụ mà có chị Mai đây là chị Mai này sẽ như là quả mi luôn. Quả mi núi rừng luôn, chị hót. Bốn người. Cho xe là bên kia mang cho tôi ngày. Cho xe bên này sẽ người ta sẽ đồng giá là 65k. Đây là bên trong. Thôi bây giờ bà ngồi trong cái đùm qua đó chụp kìa Thư. Có cô Trịnh Kim Dung, đây là cô Trịnh Kim Dung bá vô cái bình hoa rồi. Từng chậu một. Ta chụp từng chậu một album. Mình đã chốt được địa điểm rồi, tôi sẽ ngồi ngay đây mọi người, nhìn ra suối luôn. Đó. Nguyên một cái dây xếp hàng dài thòn luôn. Thì bên đây là tiệm cơm một tiếng hồi đó. Có sườn, salad, canh cải. Cái này là chị mày kêu thêm mọi người, hai cái này là chị mày kêu thêm rất ngon nha, nên thử nha, mới try mới khép. Và đây là món cuối cùng lên soi sùng sùng của nhau quý vị. Sao dẻo không? Dẻo không? Dẻo không? Con này buông cái buông đôi đũa ra trả lời liền. Rồi đây chị, đây là chị Trang chủ tiệm. Chị Trang ơi, bệnh quá rồi chị Trang ơi. Ai? Thằng nào á? Ai đây không biết luôn, bệnh quá rồi. Có xếp hàng không? Dạ có. Ý bà mày chưa? Không, cũng lẹ lắm, không sao hết. Em nhắn chị mà em phát cho em cái lời em biết là quán đông mà là chậm dí rồi, nên là thôi chậm dí đi chị ơi. Dạ rồi, tới gọi nước rồi. Rồi đây là chị Trang. Rồi ok, gọi chị Trang chạy tiếp đi. Chị Trang thấy lòng chậm dí quá trời, quá đã rồi. Khỏi quá, trong năm nay. Năm nay chị cô có thêm mấy căn nữa không mọi người ơi? Rồi đi, thế là miếng sườn. Có thể gọi là bây giờ mà chơi game đâu thêm một xíu nữa là cái dĩa này không còn miếng sườn nào luôn. Mới cho một xíu thôi đó mà cái dĩa này còn hai lát dưa leo. Cái dĩa 4 miếng. Còn mà 3 dưới 3 miếng. Sườn ngon. Bên này mà mọi người ăn. Ý là nó sẽ tính theo đầu người á. Đồ ăn đồ kia sẽ tính theo đầu người á. Nên là một người tầm chẳng chắc là mắc lắm là chắc cỡ trăm mấy hay cùng. Quả lát cũng tiền ngon con luôn sao. Quả lát cũng rất là ngon nha. Để nó không ráng luôn. Nhìn ẩm thực quá nè. Nhìn như thượng lưu quá nè. Đó, thấy thượng lưu không? Là thượng lưu là ăn mà một cục thịt là tao nói hả cơm tao múc nửa chén. Bởi hẹn chi giờ tới chén thứ ba rồi đó, tao mới ăn tới chén đầu tiên à. Thượng lưu là giờ ăn vậy không đó. Hả, một cục thịt nhỏ xíu vậy thì Như sẽ đổi là nửa chén cơm. Ừ, đúng rồi. Dẻo liền. Nó cơm á. Không? Tổng thiệt hại của bữa ăn ngày hôm nay là 363 ngàn. 363, 4 đứa vậy là một đứa là nhiêu? Là 8-90 gì đó. 90. Đúng rồi, 90. Mỗi đứa 90 ngàn. Nè mọi người coi xe nè. Bên kia nữa. Rồi giờ tụi mình đang tới là 98 spa. Gọi đầu massage chân. Đó. Hồi đợt ở Chi Mì ở trên chợ có cái hẻm đó mọi người thấy không? Đó là kế bên quán cà phê đó có cái hẻm đi vô có homestay. Hồi đợt Chi Mì ở cái homestay trong chổng luôn. Má này nữa, mấy má này ta chỉ chạy cái xe này hoài, mấy má này nghiên cứu thị trường hoài đi. Má này má nè. Thì bấm. Đó. Bấm mấy lần đi là. Trời ơi trời, cái xe đó tao sỉ chỉ nó xài 100 lần. Đó, ấy trời. Cái xe chỉ xài 100 lần. Bà
mọi người sẽ vô trong cái Đà Lạt 24 giờ mới êm. Hình như là cái này hồi đầu chị mình thấy có review trên TikTok. Trên đây người ta làm nhìn nó rất là indie luôn mọi người. Nhìn nó đó. À là kiểu giống như là cái chỗ này 24 giờ mới êm, mà cái chỗ này giống như là ai mà check-in sớm rồi này kia là mọi người có thể vô trong đây tá túc. Ờ nó có quá trời phòng nữa nè. Cái là nhìn công nhận là nhìn nó ấm êm thiệt. Còn sạch không thì không biết. Hồi nhân tiện cái gọi đầu này á là tôi sẽ kể cho mọi người nha một cái kỷ niệm gọi đầu ở Đà Lạt rất là dễ thương. Hồi đợt đó tao với bà Nam bầu đi kiếm cho gọi đầu má, hai chị em cũng tiết tiền. Đi kiếm chỗ nào gọi rẻ thôi, xong rồi cái tụi tao quyết định là tôi sẽ chạy vòng vòng. Tụi tao nhìn cái chỗ tụi tao đánh giá thì thấy cái chỗ rất là sập sệ. Cái bà đó thì bà sắp sửa bà đóng cửa rồi thì tụi tao nghĩ là bà này bà gọi chắc tầm khoảng 50.000 là cùng. Hai má bàn vô tụi nó ha gọi mê sai. Bà đó thì nói chuyện với tao bà Nam bầu y chang giống là chị em kiếp trước vậy đó. Ồ em nhả đâu ở Sài Gòn. Trời ơi chị hồi đó cũng Sài Gòn trời ơi hai chị em nói chuyện tấm tắc trời ơi. Tao nói hả như là quen kiếp trước. Rốt cuộc ra tính 100.000 cái đầu. Câm họng luôn má. Nhưng mà quan trọng là cái khúc đó là chị mì kêu là gọi lẹ giùm em thì bả gọi lẹ. Bả gọi rất là lẹ, có thể gọi là sơ sài luôn một nước dùng cho tao đi. Là đi ra là cái đầu mày tự sấy luôn, tao tính mày 100.000 quá đã. Ủa cho cái đầu tự sấy luôn tính 100.000. Rồi đây là cái tiệm gọi đầu ở trên nha mọi người. Của tóc rễ che mà em còn tẩy nữa. Hình như là chắc là 3 năm nay là chưa bao giờ cái tóc em nó ở trạng thái màu đen hết trơn á. Dạ. Nó cứ màu tẩy vậy hoài đó nên là cái chuyện mà nó khô là nó rất là bình thường. Nó không khô mới lạ. Nó không đứt thôi đó. Thiệt nó không khô mới lạ. Thực sự nó không khô mới lạ. Chiêu nè. Ơi Thư bà kêu bạn tẩy trang để lại cái eyeliner bà sáng bà kẻ lâu. Nam mô gì là cực nóng. Xin anh thêm miếng nước mát anh mang cái bình thủy vô. Là cái chân em như con gà luộc, con gà đông tảo luôn. Rồi, chúng mình đã quay lại đây mọi người ơi. Hiện tại mình đang có mặt ở quán lẩu gà lá é Thành, nằm tại số 6 giờ xin. Chúng mình được người local chỉ á mọi người. Mấy anh chị bạn chúng mình à. Tại giờ đó chúng mình làm công ty truyền thông ở trên đây á, nên là cũng biết được rất là nhiều bạn ở Đà Lạt. Nói cho mọi người chỉ chúng mình quán này. Đó. Đúng ra là buổi chiều là chị mình sẽ dắt mọi người đi xem hoàng hôn ở Hồ Tuyền Lâm. Nhưng mà tôi mỗi chiều tôi dắt mọi người đi xem hoàng hôn mà coi như là mọi người tôi chìm xuống cùng cái hoàng hôn hết luôn nha mọi người. Quá buồn ngủ, tôi quá mệt. Nên là mấy bà bèo này đã thay mặt tôi đi xem hoàng hôn ở Hồ Tuyền Lâm. Đó, mấy cổ lên đồ, mấy cổ đen ngọc trai rồi này kia, đồ đen này kia. Đó. Bây giờ lạnh quá rồi, phải mặc cái áo lông vô. Chứ nãy là mấy cổ ngọc trai, mấy cổ xuyên thấu, mấy cổ lưới. Mấy cổ bơm xé, mấy cổ thảy hai cái bơm xuống Hồ Tuyền Lâm. Bảy bên banh chành cái đập cuốn tá ngoài. Đó, bây giờ mấy cổ mới trở về với bản ngã. Bà bị què, thấy gì mà không biết làm. Cục tay cục chân quá. Chứ mày đó gọi là một phần lẩu gà lá é nhỏ, một phần đậu hũ chín chiên, với là một phần gà nướng muối ớt. Lẩu gà lá é thì chắc chắn ngon luôn, còn gà nướng muối ớt thì hên xui. Tại vì có lúc chị mình ăn thì nó cứng, có lúc chị mình ăn thì nó mềm, nhưng mà nói chung là nó cũng ngon. Thật ra là mọi người đi 4 người á, mọi người kêu mấy phần nhỏ là được rồi, đừng kêu mấy phần lớn. Tại vì phần lớn đây nó rất là lớn luôn má, nó khổng lồ luôn á. Đi Đà Lạt thì mình chủ yếu là mình ăn được nhiều món thì kêu nhỏ hay cho ăn nhiều món. Bây giờ chồng mình xứng đôi quá ha. Cố mẹ tao ghép cái bóp best this side ai. Nhiều nhiều vô. Ủa má này sao sắp sửa ăn cái má đánh son chi vậy trời. Ăn cho ngon. Cho nó hòa vô cái chị á hả? Má. Sao? Rồi, được. Rồi, luôn quá đã cái... luôn. Cho luôn quá đã luôn. Rồi, nãy giờ lặt cho người ta. Kiểu là do là cái này cay, do cái này cay mọi người. Ở dưới là có em bé không ăn được cay. Ok. Đó. Nên là cái phần của tụi mình là em bé chả. Ủa, kiểu là... Kiểu là...
là... rồi má đi chụp hình nữa. Không, kiểu là quay cảnh mọi người lạc rau đó. Muốn chết đói tới nơi rồi nè. Tay lạc rau má này chụp hình, má này nhìn giống đô đốc quá. Quan lớn hả? Quan lớn trong chiều hay gì? Em lặt đây. Trời ơi, trời anh xưa nó lặt bấy bá cái chỗ nó hết trơn rồi kìa. Đây, dọn dẹp. Năng suất quá trời luôn, người miền Tây lặt bấy bá cái chỗ người miền Tây hết trơn. Ôi xưa ơi xưa, mày quăng bên đó cái nó rớt qua bên bàn tao là xưa, nó không có rớt cái nồi lẩu xưa ơi. Rầu ghê. Cái má này nghe thiệt, cái lặt ra không cho ta lời luôn. Kêu thêm hai dĩa đi mang về nhà luôn. Lặt giùm mấy cái bạn kế bên. Lặt giùm mấy bạn kế bên giùm luôn. Lấy cái kia gom vô dụng đây luôn nè. Lấy gì nữa? Mấy cây kia bỏ đi. Dọn gác nữa, thôi dọn mấy bạn kế bên này tới mình. À có một gác dưới đất kìa. Có không? Khổ quá. Cái quán này có một điểm duy nhất mà tao không thích, mình biết là gì không? Cái khăn trải bàn á. Bỏ ra luôn đi. Nó tạo cảm giác không có sạch đó. Cái thật ra mà cái quán này mà đổi thành cái bàn rồi nhìn rất ok. Thôi với lại cái nước chấm bên này rất là ngon nha. Không biết là bức giấm bên này nó có cái gì á. Nó cái này cái gì á? Bánh muối tiêu. Ủa cái này là cái gì? Cái xa lá cây là cái gì ta? Cho ta thêm chén ớt thôi, cho ta thêm chén ớt là chén gì không đủ à. Ngon lắm mọi người, ngon. Thì cứ sớm qua cho nó đi. Má chết đói tới hay gì. Muối cay đó, ớt thì ớt nhân tạo á. Ăn vậy mới ngon. Nó có chút ớt. Tin đi. Vitamin G. Green gì đó. Làm kế toán mọi người, cho nhân phòng không có được nói chuyện. Lại ra ngoài nói bậy không? Nói bậy mà. Ôi, nghe cái nó đổ nước vô háng như. Thấy tự nhiên động kia lạ. Ờ, để coi là nước nó đợt này thương ngon. Ở cái nước không chứ đi. Cái nước mà chưa pha chế. Cũng nha. Bị nó hiếu cái gì không? Ớt. Thì đó bạn đang mập ớt á. Ngon quá. 200 người có miếng gà nha. Chẳng vô. Dùng ta đi mặt cho tao. Ngon. Gà mềm không có bị dai. Trời ơi, ăn cũng mềm luôn. Ơi mang được này ngon hơn được trước. Bây giờ chị mì đang có mặt ở tiệm bánh Liên Hoa. Ơi mà chị mì thấy có một số bạn không biết là trên Liên Hoa người ta sẽ có cái chỗ cho mình ngồi dưới đây mọi người. Đó bên dưới đây hiện đang rất là đông luôn, thì tụi mình đang ngồi trên này không có ai hết. Thì sẽ có một số cái bên Liên Hoa mà chị mì rất là high recommend cho mọi người. Đây đầu tiên Gia U Phô Mai ở Liên Hoa. Thứ hai sẽ là bánh lăng ở Liên Hoa. Rất ngon luôn, hơi mát hơn bên ngoài chút xíu nhưng mà sẽ siêu ngon nha. Mà bạn nào mà không ngảo ngọt á, bạn nào mà không quen ăn ngọt á thì sẽ thấy nó hơi bị ngọt chút xíu. Còn lại thì tuyệt vời. Thôi chứ mình nghĩ là chứ mình khẩu vị chứ mình là ngọt á. Đây. Trời cái này nó ngon là tại vì cái caramel dưới đây của nó làm ngon lắm. Đã lắm, dịu lắm. Nó đựng ở trong cái hũ bún xịn đó mọi người, kiểu mình ăn xong cái mình mang cái hũ đi về cũng được. Mấy bà nội kia ta nói hả, cứ đi chỗ nào xa xa là mấy bà nội đi lạc đường. Trời ơi đói chua sẵn một cái là nó cứng ra nè mọi người. Nè má bà anh sợ. Mình hẹn nhau ở Canada rồi đi. Hay. Trời ơi, nó có đẹp vậy? 36 mình hẹn nhau ở Canada, Singapore gì đó. Không, chúng nó rắc là ta yên giang. Ủa, giống nhau à? Giống nhau. Thứ hai. Ta khỏi tham. Gia U, Gia U Phô Mai ở Liên Hoa. Sao nghe bị phô mai vậy? Khó lắm, Gia U Phô Mai thì nó để nguyên cục phô mai cho nên mới nghe được vị phô mai thôi, còn lại thì nó chỉ là nó làm cho ngậy ngậy thêm thơm một xíu thôi. Béo mà. Trời nó mịn lắm luôn nha mọi người, Gia U ở Liên Hoa nó làm siêu mịn luôn. Ở tao ăn nó nghe vị phô mai à.
Có bị ngọt quá với bà không? Vì bà ăn ngọt được á. Thằng Đại nó ăn nó ngấy. Ngấy rồi. Nó béo á. Mình đang phấn khởi nha, mình đang phấn khởi mình cho nó ăn. Phải nó ăn ngon không? Ừ. Đang phấn khởi em. Nó như nè. Em xin gửi mọi người một sáng tác của nhạc sĩ Tuấn Khương, ca khúc mang tên Vẫn Nhớ, xin cùng lắng nghe ạ. Dạ đã quá. Cho mình được.